Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân vật Sài Gòn du lịch nhé. Này tiếp tục ghé đến hàng heo quay Kim Mai, quay trở theo quay vào làm bánh mì, giới thiệu đến cô chú bạn cùng đón xem. Ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18 giờ. Bây giờ đến đây thấy heo quay chất quá trời. Mấy ngày cận Tết đây mọi người mua heo quay rất nhiều cả nhà. Ai có đi mua heo quay thì mình ghé đây mua nhé. Thịt đó băm ra làm bánh mì đó cả nhà. Bánh mì heo quay lên 15k một ổ. Sáng là bán được bánh mì quá trời.
quá trời bánh mì đó mình ơi. Làm mấy chục ổ để bán sẵn. Bánh mì mới ra một sọt đến đấy. Này có bánh bao chiên. Quá trời heo quay.
Thank you.
hết ngò ấy cả nhà. Dưa leo. Không có nước mắm, không có nước mắm nha.
chặt cho khách cái giò heo. Sườn mới trở ra đó phải nhỉ? Thơm. Bắn vào miệng luôn hả? Sau đây mình xin kết thúc video á. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé. Cô chú bạn ai đi mê heo quay thì mình ghé đây ủng hộ nhé. Đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phu Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18:00.